đã review một số cái kiến thức cần nắm để có thể thực hành được cái study này. Nhưng mà mình có thiếu một cái nữa là các bạn cài tiếp cho mình một cái này, keypad. Đây. Nếu các bạn dùng Windows các bạn cài keypad nhé, bởi vì cái này nó sẽ sử dụng rất chi là nhiều. Từ kiểu như thao tác với Laravel thì mình đa phần là mình sẽ dùng command là chính mà. Hoặc là trong MS Storm có rồi thì các bạn có thể mở cái terminal trên MS Storm lên. Đấy. Các bạn download như bình thường nhé, download xong rồi cài đặt như bình thường. Chọn tùy vào tương ứng như nào nhé. Đấy, cái này thì mình sẽ không 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 nói Windows, các bạn kích Windows à. Đấy, các bạn chọn cái version tương ứng cho các bạn download thôi. Đây của mình thì mình dùng có rồi nên mình sẽ không 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 nó lại nữa. Tiếp theo là giờ mình sẽ tiến hành đi cài đặt này. Đây, các bạn sẽ vào download Laravel. Thì hiện tại ở đây các bạn có thể đây. Đây như mình đang ở bản Laravel 8x này thì nó sẽ yêu cầu PP lớn hơn 7.3 này. Đấy, các bạn nhớ đào đúng cái, và đây là những cái extension nhá. Của PP thì các bạn nhớ bật cái extension nó lên nhá. Đấy thì mình sẽ download, mình sẽ sử dụng bằng như thế này. Đây của mình là terminal, của các bạn là của mình trên cái này, của trên Mac nó khác, còn trên Windows các bạn được dùng GitBat đấy. Sau đó việc các bạn cd vào cái thư mục mà chứa muốn lưu project ấy, thì mình hay sẽ ở document worker hay đây. Mình sẽ lưu nó ở trong này. Ở đây là cái này là tên project này. Thì mình là pet. Đấy. Đây nó sẽ cài đặt và install cả một cái project cho mình. Các bạn chú ý kiểm tra version PP nhé. Thì hiện tại đây, hiện tại version PP của mình là 7.4 này. Đấy. Thì thỏa mãn được yêu cầu này. Đây nó đang install cái bản Laravel 8 này. Tiếp tục mình sẽ mở từ 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 để nó đã xong, mình sẽ mở cái project lên. Đây các bạn chú ý đọc document. Đây các bạn khi ra một project này. Các sang command này, mở command lên và chạy đợi đợi các bạn, mình sẽ dùng lệnh này. Từ từ nó đang download các thư viện. Cho mấy cái này mình sẽ không cần, chờ nó đau. Ok, là xong rồi. Mình sẽ mở project ở trên cái PP Storm nhé. Mình code bằng PP Storm. Document. Đây, lại code của mình ở trong này. Đấy. Mình nó có NV đây.
Tiếp theo mình sẽ chạy lệnh này, pp artisan này, server này. À đây, quên, đều cd vào cái pet nhé. Đây, đứng ở trong cái thư mục chứa cốt nhé. Đây, xong mình chạy pp artisan này, server này. Đấy, bình thường nó sẽ đăng cho các bạn các cổng, nhưng mà hiện tại những cái cổng này của mình đã được dùng rồi thì mình nó sẽ tự động những cái next cổng tiếp theo, và các bạn có thể tự chọn cổng cho nó bằng cách này, pp artisan port này, nếu bằng 8899 này. Đấy, bạn có thể tự run một cái port đây. Vậy là đây là một cái bản Laravel 8x mình vừa cài đặt được, thì mình cũng có thể đổi nó, chắc nó nằm ở đây thôi. Đây, cái này thì nó chỉ là mới. Đấy, các bạn nhìn thấy hello chưa? Đấy. Ok. Vậy là mình đã cài đặt xong cái Laravel này nhé. Ở video sau thì mình sẽ tiến hành cấu trúc lại cái folder chứa cái giao diện, để mình sẽ tiến hành code cái giao diện, và đồng thời mình sẽ tích hợp những cái file CSS và JS sử dụng Laravel Mix trong cái dự án này.